Xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã ghi thăm kênh YouTube của Ngọc Minh Ngọc Cuộc sống Mỹ. Hôm nay Ngọc làm cái video này để chia sẻ một số thông tin liên quan đến cái tiền stimulus check là tiền 1.200 cho người lớn và 500 dành cho trẻ em từ 16 tuổi trở xuống. Thì Ngọc sẽ cung cấp những cái thông tin từ bộ ngân khố và từ IAS liên quan đến cái việc mà họ giải quyết hồ sơ đến đâu rồi, họ đã cho bao nhiêu người và cho số tiền là bao nhiêu rồi mà sao hiện giờ mình vẫn chưa nhận được thì à, nếu mình chưa nhận được thì mình phải làm như thế nào? Ở đây Ngọc xin chia sẻ tiếp theo mọi người nha. Thì à, tính đến ngày 8 tháng 5 đúng vị bộ ngân khố đã chi cho 128 triệu 358 ngàn người thì Ngọc à, Bây giờ Ngọc làm tròn lên ha là 130 triệu dân Mỹ. Và tính cái số tiền tổng cộng là khoảng 219 tỷ đô la Mỹ ha quý ha. Đó là những cái con số mà Bộ Ngân Khố chia sẻ và họ gửi tiền bằng hai cách là paper check là cái tấm check bằng giấy gửi thẳng về nhà cho quý vị qua đường bưu điện và cách thứ hai là người ta gửi thẳng vào cái tài khoản của quý vị. À, thì, thì quý vị hỏi là vì sao mà người ta vẫn chưa nhận được, vì sao mà mình vẫn chưa nhận được? À, thì câu trả lời là quý vị thuộc trong số 20 triệu dân Mỹ hiện giờ chưa nhận được cái tiền stimulus check này. Thì à, theo cái nguồn tin mà Ngọc nhận được từ CBS News thì cô Amy Pitchy cổ đã làm một cái tờ báo cổ giải thích là 20 triệu dân Mỹ vẫn còn chờ cái tiền chắc 1.200 này, 500 này cho nên là nếu như gia đình quý vị chưa nhận được cái số tiền này thì quý vị cứ đợi quý vị ha mình chưa nhận được thì mình phải làm như thế nào quý vị thì nếu như quý vị đã khai thuế rồi thì quý vị vào get my payment để điền thông tin nếu như quý vị chưa điền và nếu như quý vị mà kiểm tra trong get my payment nó báo lỗi hoài á thì quý vị có thể à, vào cứ mỗi 24 giờ quý vị vào lại để làm gì để xem thử cái thợ sở thuế họ đã cập nhật cái thông tin quý vị chưa và xem thử họ đã lên lịch gửi cái tấm chất này về chưa quý vị nha và nếu như quý vị chưa khai thuế hoặc là quý vị chưa đi làm cái thu nhập của quý vị là một con số không thì quý vị có thể vào cái non filers thì cái trường hợp chưa khai thuế là sao quý vị là quý vị làm lương nó thấp với cái khoảng là một 12.200 cho một người và 24.400 cho cặp vợ chồng thì quý vị không có cần phải khai thuế theo đúng như luật quy định. À, cho nên là quý vị à, nếu như quý vị làm trên cái mức lương này thì quý vị phải khai thuế và sau khi khai thuế thì quý vị có thể vào get my payment để kiểm tra. Nếu như quý vị làm trên mà quý vị không khai thuế thì cái điều đó là dĩ nhiên là quý vị làm sai luật quý vị ha. Cho nên là những ai chưa khai thuế và income không đồng thì quý vị vào non filers thì quý vị vào cái iOS.gov. Quý vị sẽ vào cái non filers này quý vị ha. Và quý vị điền thông tin thì ở đây Ngọc xin chia sẻ là khi mà quý vị vào non filers thì người ta sẽ dẫn quý vị đến một cái trang nữa để quý vị khai thuế ha thì cái trang này nó là một cái trang đại khái là một cái cái, cái form cái mẫu đơn 1040 để quý vị điền cái thông tin của mình nếu như quý vị không có đi làm thì quý vị để là income không đồng thì Ngọc xin nhắc quý vị quý vị phải khai thật à, nếu như mình khai không chính xác thì nó sẽ dẫn đến những cái trục trặc về sau này cho nên là khi mà quý vị khai điền những cái thông tin dành cho chính phủ Mỹ thì quý vị phải hoàn toàn khai thật và khai đúng quý vị ha bạn mới qua Mỹ năm 2020 thì có được nhận tiền không? À, thì ở đây Ngọc xin hỏi quý vị, nếu như vị hỏi Ngọc câu này thì Ngọc hỏi lại quý vị là có số social, số an sinh xã hội chưa? Và có thể xanh chưa? Nếu như quý vị trả lời yes cho hai câu này, câu 1 và câu 2, thì quý vị đủ điều kiện để nhận tiền 1 200 cho người lớn và 500 cho những ai 16 tuổi trở xuống tính đến cuối năm 2019 và cũng có những cái trường hợp ngoại lệ là quý vị không đủ điều kiện nhận stimulus check khi mà quý vị mới định cư Mỹ thì Ngọc đã làm một cái video chia sẻ những cái trường hợp này rồi cho nên mời quý vị vào cái video này quý vị xem Ngọc sẽ để trong phần mô tả quý vị nha. Và cái trường hợp mà quý vị mới qua Mỹ hoặc là quý vị qua Mỹ vào cuối năm 2019 hoặc là quý vị qua Mỹ vào năm 2020 thì quý vị lưu ý cái điều này. Ở đây Ngọc sẽ chia sẻ cái thông tin thôi ha quý vị và cái quyết định là ở quý vị. Có nên làm hay không thì theo như cái cái non-filers, cái hướng dẫn ở đây thì người ta nói là quý vị không có income thì quý vị vào cái non-filers để điền. Cho nên là nếu như quý vị mà qua 2020 mà quý vị chưa có income thì quý vị có thể vào non-filers điền đúng không? Nếu quý vị làm lương thấp À, qua mới qua mình đi làm mình chỉ làm là một ngàn hai ngàn tự nhiên cái cái con vô hình này nó nó làm cho cả thế giới là phải thay đổi mình mất việc mình không có yên không nữa cho nên yên không của mình rất là thấp mình không có cần phải cái thuế mình vào đây ha nhưng mà khi mà vào đây rồi thì người ta sẽ dẫn đến cái trang này quý vị và ở đây quý vị lưu ý cái dòng này cái dòng này đặc biệt dành cho những ai mới qua Mỹ vào năm 2020 nếu như những ai mà chưa có thể xanh vào cuối năm 2019 thì quý vị không vào đây để điền quý vị người ta nói là do not continue here if có nghĩa là đừng có làm nữa nếu như mà quý vị rơi vào những cái trường hợp này và Ngọc đặc biệt lưu ý những trường hợp các anh chị quan 2020 có nghĩa là quý vị chưa có thể xanh vào năm 2019 thì quý vị không điền nữa quý vị nha tuy là ở đây người ta nói là mình đủ điều kiện để vào non fowlers điện nhưng mà khi vào đây rồi thì người ta nói là đừng có điền nữa nếu như mà mình chưa có thể xanh vào cuối năm 2019 cho nên là À, nếu quý vị tiếp tục hỏi Ngọc là vậy, mới qua Mỹ năm 2020 thì có nên điền non rồi không? Thì cái câu trả lời là cái này là tùy vào cái quyết định của quý vị. Ngọc đã phân tích như thế này rồi mà quý vị còn hỏi nữa thì Ngọc không dám trả lời quý vị nha. Tại vì mỗi người chúng ta đều phải có cái quyết định dành cho riêng mình và quý vị à, phải à, phân tích thông tin, và vào cái sở thuế IRS quý vị đọc thông tin nếu như quý vị không giỏi tiếng Anh thì quý vị có thể vào đó quý vị nhấn chuột phải và chọn cái uh, cái từ là translate to tiếng Việt thì quý vị sẽ đọc cái thông tin đó bằng tiếng Việt. Còn ở đây Ngọc chỉ chia sẻ những cái thông tin và Ngọc phân tích những cái thông tin Ngọc nhận được thôi quý vị nha. Quyền quyết định là ở quý vị. Đây Ngọc xin chia sẻ một số chi tiết liên quan đến cái con số vậy ha. À, vì cái con số này nó thống kê là à, cái số tóc chắc đã gửi đi cho mỗi tiểu bang và tổng số tiền cho mỗi tiểu bang. Cho nên là nó số nó nhiều quá thì Ngọc xin à, phép là sẽ đọc tròn số ha. Chứ nếu mà đọc con số như vậy chắc là Ngọc lẹo lưỡi luôn á. Và Ngọc sẽ đọc từ tiểu bang à, thứ, Alabama đến tiểu bang cuối cùng ha. 50 tiểu bang và thủ đô DC. À, thì cái thông tin này Ngọc lấy được từ Bộ Ngân khố Hoa Kỳ. À, tiểu bang Alabama khoảng 2 triệu dân đã nhận được cái tấm chắc này và khoảng 3 tỷ 500 triệu đã chi cho cái tiểu bang này. Alaska khoảng 280 dân với cái tổng số tiền là 490 triệu. Ở Arkansas thì khoảng 1 triệu 200 người dân đã nhận cái số tiền này với tổng số tiền là trên 2 tỷ quý vị nha Arizona khoảng 2 triệu 700 người và tổng số tiền là lên tới 4,8 tỷ ở California là đã có 13 triệu 500 người với cái con số tiền rất là cao là Colorado 2,1 triệu và tổng số tiền lên đến 3,7 tỷ đô la Mỹ Connecticut là 1.3 triệu và tổng số tiền là 2.1 tỷ. Delaware là 380.000 và tổng số tiền là 647 triệu đã chi cho tiểu bang Delaware và ở thủ đô Washington DC thì có 252 người đã được nhận rồi với cái con số tiền là 340 triệu đô la Mỹ. Thì ở đây quý vị thấy những cái con số này, quý vị à, có thể à, suy nghĩ là vì sao cái DC cái con số nó thấp quá? Bởi vì quý vị nhớ là họ gửi từ income thấp cho đến income cao và hầu như những người ở DC, quý vị người ta làm lương rất là cao, cho nên là hiện giờ họ chưa nhận được và cho nên là con số này vẫn còn rất là thấp và cái tiểu bang California trong cái à, trang này thì tiểu bang California là tiểu bang nhận được nhiều tiền nhất và số dân à, nhận được là nhiều nhất và ở đây Ngọc xin chia sẻ thì ở đây Ngọc xin à, chia sẻ tiếp một số tiểu bang nữa quý vị nhưng mà Ngọc xin phép đọc một tiểu bang, số tiểu bang tiêu biểu thôi chứ đọc nhiều quá ngọc lẹo lưỡi, ngọc học đọc cũng được mà quý vị cũng nhàm chán cho nên là mình đi một số tiểu bang thôi. Còn quý vị có thể nhìn đây, quý vị thấy được cái con số. Ở Florida là gần 10 triệu dân đã nhận được rồi với tổng số tiền lên tới là 15.2 tỷ đô la Mỹ. Ở Georgia là 4 triệu dân đã nhận được với tổng số tiền là gần 7 triệu đô la Mỹ ở Illinois với tổng số dân nhận được là 4.8 triệu dân với tổng số tiền là 8.2 tỷ đô la Mỹ ở Louisiana với tổng số dân nhận được là 1.9 triệu dân và tổng số tiền là 3.2 tỷ đô la Mỹ quý vị ha. Tiếp theo thì Ngọc cũng đọc tương tự như vậy với tiểu bang Maryland. Maryland thì có 2 triệu dân Mỹ đã nhận được rồi với tổng số tiền là 3.6 tỷ đô la Mỹ. Nevada 1.3 triệu dân Mỹ đã nhận được với tổng số tiền là 2.1 tỷ đô la Mỹ. Ở New Jersey 3.2 triệu đã nhận được với tổng số tiền là 5.3 tỷ đô la Mỹ. Thì Ngọc cũng xin phép chia sẻ tiếp theo một số tiểu bang như thế này. Ngọc đọc ví dụ thôi nha. Ở Ohio 4.9 triệu dân Mỹ đã nhận được tiền với tổng số tiền là lên tới 8.3 tỷ đô la Mỹ. Ở... Wow, ở New York nhiều quý vị ha. Ở New York là được 10 12.5 tỷ rồi dành cho uh, 7 triệu 700 người quý vị ha. Và ở Pennsylvania 8.8 tỷ đô la Mỹ đã được chi cho khoảng 5.2 triệu dân Mỹ. Thì ở đây Ngọc xin phép được đọc ví dụ thôi. Chứ Ngọc mà đọc nhiều con số như vậy chắc chắn là bị lẹo lưỡi luôn quý vị. <laughs> cho nên là ở đây Ngọc cũng xin đọc ví dụ thôi nha. Tennessee 4. gần 5 tỷ đô la Mỹ ha cho 2.9 triệu dân. Và ở Virginia thì khoảng 5.5 tỷ đô la Mỹ đã chi cho khoảng 3.2 triệu dân ở Virginia và những cái địa chỉ ở nước ngoài thì khoảng là 5 160.000 và tổng số tiền là 977 triệu đô la Mỹ đã gửi đến những cái địa chỉ ở nước ngoài. Thì đó là những cái thông tin mà Ngọc muốn chia sẻ với quý vị những cái à, cập nhật về cái tiền hai tiền 500 thì Ngọc nghĩ nếu như vậy hiện giờ quý vị chưa nhận được thì quý vị vào Get My Payment, quý vị vào Non Filers. Nếu như quý vị vào Non Filers rồi điền thông tin rồi thì quý vị có thể vào Get My Payment để kiểm tra ha. Thì à, đó là những cái thông tin mà Ngọc xin chia sẻ với quý vị. À, đừng quên like và share cái video này và đừng quên đăng ký kênh, subscribe mọi người nha. Đăng chúc mọi người sức khỏe và cầu mong mọi người được bình an. Ngọc xin để những cái đường link này trong phần mô tả để quý vị tham khảo thêm. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi cái video này. Tạm biệt và hẹn gặp lại.